Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương làm rõ vụ cháy dữ dội tại một căn nhà cho thuê trên địa bàn xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 12 năm 2022. Theo người dân trong khu vực, khoảng 15 giờ cùng ngày, trong quá trình sửa chữa, hàng xì tại tầng 2 của một căn nhà cho thuê trong hẻm 182 đường Bạch Đằng, phường 24 quận Bình Thạnh, thì người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra thì khói lửa đã bao trùm tầng 2 của căn nhà. Những người bên trong căn nhà cũng nhanh chóng tháo chạy kịp ra bên ngoài. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại hiện trường cột khói bốc cao, tầng 2 của căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa. Công an phường 24 tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ người dân, yêu cầu người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, tránh hít khí độc. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê làm rõ.